Vì sao anh muốn giết chết người anh yêu? Để người yêu anh còn mãi trong lòng thà rằng anh giết chết người anh đã yêu, để không thấy người yêu phàm bồi, để đời anh không mất em, đường tình yêu không mất em, vì anh quá yêu em nên sinh lòng ích kỷ. Anh hãy nên suy nghĩ lại, thay người yêu hạnh phúc thì anh hạnh phúc, đừng vì ích kỷ mà giết người mình yêu. Im yêu. Vì sao anh muốn giết chết người anh yêu? Để người yêu anh còn mãi trong lòng thà rằng anh giết chết người anh đã yêu, để không thấy người yêu phàm bồi, để đời anh không mất em, đường tình yêu không mất em, vì anh quá yêu em nên xin lòng ích kỷ. Anh hãy nên suy nghĩ lại, thấy người yêu hạnh phúc thì anh hạnh phúc, đừng vì ích kỷ mà giết người mình yêu. Đừng vì ích kỷ mà giết người mình yêu.